các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Kênh Ngọc Ánh chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư bất động sản tại Mỹ và tại Việt Nam. Hôm nay Ngọc Ánh muốn đưa các bạn đi xem một vùng đất nhà mà Ngọc Ánh nghĩ rằng sẽ phát triển rất mạnh và giá sẽ tăng lên. Tại sao? Tại bạn, tại cái vùng này là cái vùng cạnh bờ biển, cách bờ biển chỉ có chừng chưa tới 10 phút lái xe. Và cạnh đó thì nó có một cái sân golf. Thì hiện nay là sân golf nó còn là của công cộng, thành ra nó chưa có được đẹp lắm. Thì khi mà tỉnh sẽ, mình nghe nói là nếu mà tỉnh mà bán lại cái sân golf đó cho người tư thì người tư sẽ phát triển làm một cái sân golf rất là rộng, rất là đẹp mà gần biển. Những nhà này họ cất từ lâu rồi, thành ra họ có đất rộng. Những nhà cất sau này, nhà mới sau này cất thì là đất rất là ít, đất phía thân xước sân sau rất là ít. Những nhà cất hồi xưa cất thì là đất rất là rộng. Thì nếu sau này mà nếu mà chủ nhà muốn cất lên lầu hoặc là cất thêm một cái nhà phía sau kêu là in-law apartment thì là có dư đất. Thành ra mình nghĩ là những người giàu thì họ sẽ vào đây họ mua, họ cất những cái nhà thật là to. Thật ra đã có vài người giàu đã bước vào chỗ này rồi, họ đã cất nhiều cái nhà thật là to. Tại vì miếng đất nó rộng thành ra nó cất nhà to được. Thì mình đã mua hai cái rồi ha. Thì giá là từ khoảng chừng 150.000 đô cho tới 250.000 đô, tùy theo là miếng đất rộng hay lớn, cái nhà có nhiều phòng hay không. Nhưng mà mình nghĩ là với cái đất rộng như vậy thì là cái việc mà cất thêm nhà, cất thêm lầu, cất thêm phòng, cái đó là cũng dễ dãi. Thì thường thường là những người xây dựng họ ưa kiếm những cái vùng mà gần biển, gần sân golf mà còn rẻ và đất còn rộng để họ đập nhà cũ đi, họ phá ra để họ lại xây nhà mới. Thành ra mình nghĩ là vùng đất này sẽ có căn bản tiến triển rất mạnh. Bây giờ mình mời các bạn cùng với mình đi xem nhé. Đây là mấy con mèo hoang sống trong khu nhà này bạn. Mình có vài căn nhà cho mướn ở đây. Thành ra mình ghé, lần nào mình tới đây mình cũng ghé lại thăm cho chúng nó ăn. Rồi mình để cái gói lương thực khô đó để cho người mướn nhà mỗi ngày cho tụi nó ăn. Thì mấy con mèo nó que thì nó thấy mình là nó ào tới nó chờ. Cái con này đẹp lắm á bạn, con này đẹp chưa? Mình muốn đem về nhà lắm đó, mà con mèo của mình nó dữ lắm. Để mèo khác tới là nó đánh con mèo khác kia, thành ra mình đem về không được, cho mình cũng coi như mèo mình là mình tới mình cho ăn ha. Rồi tụi nó ngủ trong cái patio của cái nhà mình cho mướn. Thì đây là khu không có nghèo mà cũng không có trung lưu. Giá cả từ 150.000 đô la trở lên. Thì thường thường là những cái nhà này đó là thường thường nó là hai hoặc là ba phòng ngủ rồi hai phòng tắm. Thì những cái nhà này là cất lâu rồi, có lâu rồi, từ năm 1970 cỡ đó. Thành ra nhà nào cũng có sân rộng lắm bạn, sân trước sân sau rộng lắm, trồng rau, có cây ăn trái nhiều lắm. Những cái nhà cất sau này đó thì đất nó mắc quá, thành ra họ cất nhà sát sát nhau ha. Còn cái khu này là nhà họ cất lâu rồi đó, hồi xưa đất còn rẻ họ cất lên. Thì có nhiều người nó mua nhà cái họ sửa sang lại cho đẹp thì giá nó hơi cao hơn chút. Còn có người thì nó mua về cái nó sửa thành nhà lầu luôn. Rồi có người thì mua về rồi họ đập bể đi, họ cất thành nhà mới. Thì khu này là rất là yên tĩnh, có sân golf, có công viên. Thì mình nghĩ là trong tương lai đó là sẽ phát triển lắm. Mình nghĩ là chừng 5-6 năm nữa là nó cũng lên, chắc chắn nó cũng lên 250-300 ngàn đó bạn. Tại vì không phải là cái nhà lên giá mà giá đất nó lên giá.
cái nhà thì nó càng ngày càng cũ, mà nhà thì nhà cũ thành ra không có lên giá nhiều. Nhưng mà cái giá đất á bây giờ là rất là hiếm, mà gần, mà nhà này gần biển, nó lái xe 5 phút là tới biển bạn. Thì những cái nhà mà có sân rộng rồi có đất đằng sau đó để trồng cây trồng rau, là những cái nhà đó từ từ nó sẽ lên giá lắm. Tại vì có thể mua họ để hàng rào đẹp không, ngồi đó trồng cây trồng kiển đẹp không. Tại vì sau này mà muốn đi mua những cái nhà mà có đất này kia đó là chắc phải đi ra xa xa thành phố, cái này nó ngay trong thành phố, gần biển, gần tất cả khu thương mại đó. Mà chỗ này là mình nghĩ là có tương lai lắm bạn. Bây giờ nó còn giá đó ha, nhưng mà mình nghĩ là chừng 5-6 năm nữa là nó tăng lên nhiều lắm đó. Tại mình thấy bắt đầu có người bắt đầu người ta mua rồi, người ta cất lên lầu rồi họ cất, hay là họ mua mà nhà cũ họ không thích đó cái họ đập ra hết, họ cất lên nhà mới. Thì từ từ các bạn sẽ mình cứ đi ngang vài căn nhà mới cất lên đẹp lắm. Người nhà nào cũng bảo thấy có sân rộng không, sân trước sân sau rộng không. Khu này thì ngày xưa đó thì được coi là khu nhà nghèo, giá chừng 80.000 90.000 thôi. Từ từ nó lên giá, thì khi mà nhà lên giá thì thuế nhà đất cũng lên giá. Thì những người không đủ tiền để trả tiền thuế đất á, thì thấy nhà lên giá thì họ bán đi, họ lấy tiền đó họ đi ra xa xa hơn một chút, họ mua cho rẻ lại. Thì đi xa xa một chút á, vô trong sâu một chút á, cái này nó họ mới sửa mới lại nữa, thì là có nhà có chừng 80.000 100.000 70.000 có, căn này giờ cũng 200.000. Mà phần đông ở chỗ này á, là khu người Cuba ở ha. Người Cuba đó họ săn sóc nhà họ kỹ lưỡng lắm bạn, họ chịu khó lắm, họ có nhiều tiền họ đổ vô họ sửa sang nhà của họ. Này có người có chỗ thật, có đậu tàu, có sân đậu tàu. Bây giờ bạn mua mấy cái nhà mới mà trong khu nhà mới đó, có nhiều khi ban quản trị nó không cho bạn đem tàu tới đậu nha. Ở đây là mà không có ban quản trị thành ra mình còn tự do. Cái này họ cất lên cái lầu ha bạn, có thêm chỗ cho gia đình ở. Đó, xong sân rộng mà có nhiều nhà ở phía sau, còn có một căn nhà nhỏ nhỏ nó kêu là in-law quarter, là hồi xưa ở cất để họ cho ba má họ ở riêng đó. Tại những người già thì họ ngủ nhiều, họ không muốn làm phiền thì ưa cất một căn nhà nhỏ nhỏ mà phòng tắm, một nhà bếp. Cái nhà này cũng là cất lên lầu thôi không, thì họ cất thêm cái đó để cho đó mấy căn này. Cái nhà này làm sao có nhà in-law, cái in-law quarter nè, mà đi coi ngó sâu vô là có những cái nó có cái nhà nhỏ ở phía sau. Bây giờ là họ cất nhà, bây giờ chính phủ không cho cất nhà thêm nhỏ nhỏ như vậy nữa, thì là bắt buộc người ta phải cất lầu, hay người ta phải chuyển cái chỗ đậu cái nhà đậu xe thành nhà để cho người già ở. Thì có nhiều người già họ không có vô nhà dưỡng lão, họ ở với con cháu. Thì người nhà ở Mỹ họ ở với con cháu á, thì không phải là gánh nặng con cháu ha bạn. Tại vì người già ở Mỹ thì người nào cũng lãnh được tiền già, nếu họ không có tiền hưu hoặc là tiền hưu của họ ít hơn tiền già thì chính phủ sẽ bù vô để cho đủ tiền già. Thì tiền già bây giờ là một năm, là bây giờ là một tháng là 770 mấy đô, mà hai người thì được gần như gấp hai. Thành ra nếu mà ở Mỹ mà đem cha mẹ về đó là không phải là gánh nặng, tại vì người già còn được chính phủ cho food stamp, chính phủ trả tiền y tế đau ốm, thì là đem cha mẹ về còn thì cái tiền cha mẹ già còn giúp vô trong việc mà trả tiền nhà phụ điện nước nha bạn. Khi nào mà bị đau nặng rồi phải cần y tá chăm sóc mỗi ngày đó thì người ta mới vô dưỡng lão. Còn nếu mà không cần y tá chăm sóc đó, thì người ta hay ở chung với con cái.
ai nói là người Mỹ vô nhà dưỡng lão là không đúng. Nói vậy, đây này, đây là bên hông, mình thấy bên hông đó, cái nhà nào sửa là cất lên phía trước ha. Này, cái này họ đập ra họ cất hết nè bạn, cái này họ kêu bán 350.000 đó, có hồ tắm hết là họ đập cái nhà mới ra, đập nhà cũ họ ba cất mới hết á. Cây cối mát mẻ ha. Tức là mình chạy ngang nhầm cỡ 5-6 giờ chiều, thì giờ đó là người ta trong nhà người ta ăn cơm, thành ra mình cảm thấy không có ai ngoài đường hết. Giờ đó là giờ trong gia đình ăn cơm coi tivi. Thì thường thường mấy nhà này đằng sau họ có cái patio đằng sau nữa đó, thành ra họ ra phía sau hoặc ở trong nhà. Với lại là bây giờ là mùa nóng đó bạn, đứng ngoài đường ở ngoài đường cũng nóng, thành ra họ ở trong nhà mà thấy không có ai trơn á, thanh tịnh lắm. Cây xoài, cây bơ, cái nhà này sân rộng quá ha. Đây cũng khang trang ha, có vườn to, sân rộng, có nhiều chỗ đậu xe. Thế ở Mỹ là ai cũng phải có xe, xe cũ xe mới cũng phải có xe để mà đi làm. Không có xe thì có thể đi xe bus cũng có, nhưng mà phải chờ xe bus thì lâu hơn. Đừng có xe đi chợ thì có sân rộng đậu xe, vậy là thích lắm ha, không phải đậu ngoài đường. Ở nhà nào cũng có xe thôi. Bây giờ nhà họ làm cái hàng rào trắng đẹp quá ha. Ở đây bạn mà làm hàng rào bạn cũng phải xin phép đó nha, chứ mới tự mình dựng hàng rào lên được á, mà không có cho làm hàng rào cao cỡ đó thôi. Đây là sân golf đây bạn, sân đánh golf đó. Thì những nhà nào mà đối diện sân golf là sao này có giá trị lắm. Cái cây cổ thụ đẹp không? Cái nhà này sân rộng quá ha. Có thể là sau này đó nhà xây dựng đó, họ đập đi họ cất thành hai cái nhà đó bạn, tại sân này rộng quá. Mà bạn ơi, khi nào mà mua nhà đóng thuế đó, đất sân càng rộng đó, thì mình phải đóng thuế đất càng nhiều. Có nhiều người họ ít tiền đó thì họ không có muốn sân rộng, không muốn mua nhà ở góc, tại nhà góc thì sân rộng. Mấy cái nhà này là cách đây 15 năm là còn chừng 70-80 ngàn thôi bạn, bây giờ lên giá quá ha. Nó kêu là tiền mất giá, mình lấy giá nhà mà tiền mất giá. Mấy nhà này là không có xuống giá, tại vì giá nó đã tận thấp rồi, mà ở khu tốt mà đất rộng nữa bạn.
Nhà đây chỗ đây ai mà kêu bán là có người mua liền. Mình bán nhanh lắm, thì ít người bán lắm bạn. Những cái nhà mà mắc tiền thì bán.